Tu thì phải rành mỗi cách tu. Tu mà không đúng thì khổ lu bù. Tu theo tà đạo thì thân tâm lị, mà tu bậy cả tinh thì lắm nạn mục. Thời kỳ Đức Phật có một cái làng tên là Kalama. Cái làng này á, cái vị trí địa lý á, ở một cái vị trí rất là thuận lợi, giống như một cái giao lộ trên cái con đường hoằng pháp của nhiều vị du sĩ Sa Môn Bà La Môn. Thế là được cái địa lý thuận lợi đó, mấy người dân làng đó họ xây một cái giống như một cái giảng đường, một cái ngôi nhà để cho các vị Sa Môn Bà La Môn đi hoằng du chánh pháp á, ghé đó dừng chân. Và người dân này, người dân làng Kalama này họ nghĩ rằng á, là khi những vị Sa Môn Bà La Môn các du sĩ đi hoằng du chánh pháp mà ghé dừng chân tại cái ngôi nhà mà cổ cái làng của mình, thì đây là một cái duyên rất là lớn để cho người dân làng này được nghe Phật pháp. Nhưng mà điều thuận lợi nó cũng có cái điều bất cập, khó khăn là vì quá nhiều du sĩ, quá nhiều Sa Môn Bà La Môn, là mỗi vị đến giảng một cách. Thế làm cho cái người dân ở làng Kalama đó họ cũng không biết tu theo cái phương hướng nào. Thế là một hôm mà Đức Phật ngài cũng có cái duyên ngự đến cái ngôi làng đó, và người dân thì họ nêu ra những cái câu hỏi, mà trong đó có câu hỏi rằng là: Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con có duyên được gặp gỡ rất là nhiều các du sĩ Sa Môn Bà La Môn đi truyền đạo hoằng du chánh pháp. Thế là chúng con học hỏi được rất là nhiều từ những cái vị giảng sư này, những cái vị hoằng du chánh pháp này. Nhưng mà điều mà chúng con băn khoăn là không biết đâu là nẻo chánh, đâu là nẻo tà, đâu là pháp để mà chúng ta thực hành, đâu là pháp chúng ta không nên thực hành. Thì từ cái câu hỏi này, vấn đề này, Đức Phật ngài mới dạy rằng là cái pháp nào mà chúng ta tu tập thực hành đưa đến ly tham, không đưa đến tham đắm, thì đó là cái pháp chúng ta nên thực hành. Cái pháp nào mà chúng ta thực hành an lạc trong hiện tại và trong tương lai cũng an lạc, thì cái pháp đó chúng ta nên thực hành. Cái pháp nào mà khi chúng ta tu tập an vui cho mình và an vui cho người, thì cái pháp đó chúng ta nên thực hành. Chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng tôi chọn một cái đề tài, đó là gì? Tự lợi hay lợi tha, hoặc là tự giác hay là giác tha, tự độ hay là độ tha, vân vân. Thưa quý vị, trên cái con đường tu tập thanh lọc thân tâm hướng về sự an vui giải thoát, thì cái chủ lực chính đó là chúng ta tự lực. Còn tha lực chúng ta có thể hiểu đó là cái duyên trợ giúp. Một cái người ở ngoài biển khơi á, mà muốn vào bờ thì đòi hỏi từ tinh thần đến thể xác, vật lý cũng như tâm lý, người này là phải nỗ lực hướng tâm vào bờ. Còn tha lực nó giống như một cái phao vậy đó, nó chỉ trợ giúp cho chúng ta. Xét cho cùng thì cái phao này
cũng phải tự chúng ta có phước, có điều kiện mới có. Cũng nhiều người ở ngoài biển đâu có cái phao, không có cái bè. Cũng giống như trên con đường thực tập tu của chúng ta để mình hướng về cái đạo lộ chấm dứt sanh tử luân hồi giải thoát, thì cái điều tiên quyết mà hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó là chúng ta phải tự lực bản thân mình. Còn lời dạy của Đức Phật chúng ta xem như giống như là một cái sự trợ duyên. Và chính Đức Phật cũng đã dạy: Atahi atano na tho ko hi na tho prosiya. Nghĩa là hãy nương tựa vào chính mình, không nương tựa vào ai khác. Các đấng Như Lai chỉ là bậc đạo sư. Cái chữ đạo sư ở đây chúng ta phải hiểu là cái người chỉ đường thôi. Đạo là con đường, sư là vị thầy. Thì chư Phật hay các đấng Như Lai chỉ là cái người chỉ đường. Thì trong kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài dạy: hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy tự là hải đảo cho chính mình. Tự mình thắp đuốc mà đi, những lời Phật dạy khắc ghi trong lòng. Đừng trông ai cứu mà mong, tự tu tự chứng, ai trồng nấy ăn. Chúng ta phải hiểu trên cái góc độ là bản thân mình phải nỗ lực. Mà trong nhà Phật dạy có cái ngũ lực, là năm cái sức mạnh, và tự bản thân mình phải trau dồi. Thứ nhất là tính lực, thứ hai là tấn lực, thứ ba là niệm lực, thứ tư là định lực, và thứ năm là tuệ lực. Năm cái lực này nó sẽ trợ giúp cho chúng ta sẽ phá thủng được cái màn vô minh. Chúng ta có một cái màn vô minh ngăn che cái sự nhận thức, hiểu biết, trí tuệ của chúng ta. Cái màn vô minh này được gọi là những cái triền phược, hay còn gọi là triền cái. Triền cái hay pháp cái, tiếng Phạn là Nivarana, tức là cái pháp nó ngăn che, như là áng mây mà nó ngăn che mặt trời vậy đó. Thì Đức Phật dạy có năm cái pháp mà nó ngăn che mình dữ lắm. Cái pháp thứ nhất nó ngăn che mình là gì? Đó là dục cái. Dục cái tức là cái pháp cái nói về cái lòng ham muốn, đắm nhiễm, dính mắc. Trong cuộc đời này, về sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Thứ hai là cái sân độc cái, là cái lòng khó chịu, bất tội nguyện, sự bực bội. Nó cũng là một cái pháp ngăn che cái trí tuệ của mình. Thứ ba là trạo hối cái. Trạo hối ở đây tức là nói đến cái sự trạo cử phóng dật, không sáng suốt, không định tĩnh. Hối đây là sự hối tiếc những chuyện đã qua, cũng là một cái pháp để ngăn che cái trí tuệ của mình. Thứ tư là hôn thủy cái. Hôn thủy ở đây chúng ta phải hiểu đó là hôn trầm và thủy miên. Hai cái trạng thái này nó cũng là cái pháp cái mà nó ngăn che cái trí tuệ của chúng ta. Hôn trầm thủy miên là gì? Hôn trầm thủy miên là cái sự giả dượi, mệt mỏi, buồn ngủ, chán nản. Nó làm cho mình không có được năng động, mà rơi vô trạng thái giống như bị động. Nó không có giúp cho mình một cái sức mạnh để mà chúng ta diệt trừ được cái màn vô minh. Nó là cái pháp ngăn che mình. Cuối cùng là hoài nghi cái. Hoài nghi là mình không biết, không hiểu, không rõ nhiều vấn đề.
Trong đó cụ thể như mình không biết mình từ đâu mà đến đây. Đó. Rồi đến đây để làm gì? Rồi khi nào ra đi? Rồi ra đi như thế nào? Và đặc biệt là sẽ về đâu? Đó. Nó tạo cho mình một cái sự hoài nghi, thắc mắc. Kể cả chúng tôi và quý vị bây giờ cũng không biết mình từ đâu đến cuộc đời này. Rồi mình đến đây mình làm gì? Cũng chả biết làm cái gì. Mình giống như là bị cái dòng lũ nó cuốn trôi đi. Không tự chủ được, không làm chủ được. Cứ trôi lăn trong cái vòng sanh tử này. Rồi khi nào ra đi đây? Mai hay là một năm nữa hay 10 năm nữa mình cũng không biết. Đâu ai biết trước ngày mai mình ra đi. Có những người thì có thể là ngày mai ra đi, cũng có những người thì năm sau mới ra đi, cũng có những người thì 10 năm nữa ra đi. Có những cái bất định pháp mà mình không biết trước được. Tức là chết ở đâu, chết khi nào. Và điều đặc biệt là chúng ta ra đi như thế nào. Rồi đi về đâu? Sanh thú kế tiếp của mình là đâu? Cho nên đây là những cái trường hợp hoài nghi. Vì vậy mà muốn hiểu rõ được thì chúng ta cần phải tu tập cái hạnh nghe pháp. Ở ngoài thì nó có 4 câu rất là hay là phải, thứ nhất phải học, là học pháp đó, rồi hiểu, rồi hỏi, rồi hành. Đó là cái quy trình mà để mà chúng ta đạt được cái tri kiến chân chánh, cái sự hiểu biết về nhân sinh quan cũng như vũ trụ quan. Trở lại 5 cái pháp cái mà chúng tôi vừa mới giới thiệu, đó là dục dục cái, sân độc cái, trạo hối cái, hoài nghi cái, hôn thủy cái. Những cái pháp này nó ngăn che cái trí tuệ của mình. Nhiều người nói con cũng học cao, hiểu biết, nghe kinh, nghe pháp nhiều, con thấu rõ hết, nhưng mà tại sao sư nói là có 5 cái pháp này nó ngăn che cái trí tuệ của con? Chúng tôi chỉ cho quý vị thấy được cái vô minh mà bị 5 cái pháp này nó ngăn che. Thứ nhất là gì? Đã biết vô thường mà còn phiền não là vô minh. Vô thường có cái gì là bền vững đâu, phiền não làm chi mà mình vẫn phiền não, nó là như vậy, đó là vô minh đó. Đã biết phiền não mà còn khổ đau, đã biết đó là phiền não rồi mà mình khổ đau hoài. Đã biết khổ đau mà còn trói buộc, đó là vô minh. Cái điều vô minh hơn nữa, đã biết trói buộc mà chưa chịu buông. Thường mình thấy một cái người mà bị ai trói á, thì cái điều đầu tiên của cái người đó là phải nghĩ một cách nào đó để tháo cái trói ra. Đằng này mình không chịu tháo ra mà mình vẫn muốn buộc lại, không muốn buông. Biết là cuộc vọng phù du, biết là nhân quả không hề tha ai, biết là pháp vốn không hai, biết là duyên nghiệp không sai đường về, biết là chấp ngã sinh mê mà sao cứ mãi một bề hơn thua. Biết hết mà sao là không được, đó là vô vô minh. Mình bị nó ngăn che mình bởi cái lòng ham muốn dính mắc, bởi cái lòng bất tội nguyện, bất tội tức là không như ý, tạo cho mình những cái thất vọng. Vì vậy Đức Phật ngài mới dạy là cái bản chất của thế gian là gì? Bản chất của thế gian là vô thường, đưa đến chỗ hoại diệt. Bản chất của thế gian là gì? Là vô hộ, vô chủ. Bản chất của thế gian là gì? Vô sở hữu, chết ra đi bỏ lại tất cả. Bản chất của thế gian là gì? Là thiếu thốn, là bất mãn, là nô lệ cho tham ái. Đây là 4 cái bản chất thật của thế gian này mà mình phải nghe pháp để mà mình liễu tri, mình ngộ được. Bản chất của thế gian là vô thường. Quý vị thấy có cái gì mà nó trường tồn không? Trên cuộc đời này không có gì trường tồn.
Cái gì rồi nó cũng bị vô thường, chỉ có cái vô thường nó mới thường. Kể cả cái địa cầu chúng ta đang ngự ở đây, nó cũng bị vô thường nha. Nó có tuổi thọ. Cái địa cầu chúng ta nương gá đây, theo trong kinh nói là chúng ta có cái tuổi thọ là trải qua 5 vị Phật. Đức Phật đầu tiên là Các Cú Sanh Thá. Đức Phật thứ hai là Cô Na Gamana. Đức Phật thứ ba là Kassapa. Và Đức Phật thứ tư là Gautama. Và Đức Phật thứ năm là Mettayya, tức là Di Lặc. Sau khi trải qua 5 vị Phật rồi, cái quả địa cầu này nó sẽ tự hoại diệt bằng 3 cách. Một là gió, hai là nước, ba là lửa. Kể cả cái địa cầu Nam Thiện Bộ Châu chúng ta đang nương gá ở đây cũng bị vô thường nữa, chứ đừng nói chi mà trên cả trên cái, những cái đồ mà nằm trên cái địa cầu này, những cái chúng sanh sanh gá tạm bợ trên cái quả đất này, thì còn cái gì là bền vững? Giống như chính ta còn không có thì con đâu tài sản đâu, chính thân mình không có nữa thì làm gì có con mình tài sản mình đó. Nhưng mà do mình bị cái dục cái, tất cả pháp nó cứ ngăn che mình, nó làm cho mình. Mà khi mình không hiểu được cái bản chất thế gian là vô thường, nó chỗ hoại diệt, cho nên mình cứ nghĩ rằng là nó trường tồn. Thứ hai là gì? Thế gian là vô hộ vô chủ. Xin hỏi quý vị chứ ai làm chủ được thế gian này? Không có ai hết. Mình cứ tưởng ra là mình làm chủ căn nhà, mình làm chủ tài sản, mình làm chủ bản thân mình. Nhưng mà thật sự ra nó vô hộ vô chủ. Mình có gìn giữ cỡ nào cũng không được, kể cả cái xác thân này. Sáng sớm dậy tập thể dục cho giữ vô, để giữ sức khỏe. Ăn uống là cẩn thận dữ lắm để cho đừng bệnh tật. Nhưng mà rồi bao lâu? Để rồi trước sau gì nó cũng vô thường, không hộ trì được, không gìn giữ được. Mình nói cái thân này của mình đó nghe, dễ thấy lắm. Dạ tí đi thì biết, kêu nó bước nó không thèm bước, đó cho mình té chơi vậy đó. Thế gian là vô hộ vô chủ. Căn nhà này mình ở vậy chứ vài năm có thể là vì lý do đó mình cũng bán mất luôn. Không tin chúng tôi quý vị lựa căn nhà nào mà nó hơi lâu lâu một chút, khoảng chừng vài chục năm á, quý vị vô quý vị hỏi coi căn nhà này bao nhiêu chủ rồi đó. Cái người chủ thứ nhất cũng nói nhà của tôi đó, rồi cái người chủ nó bán xong người thứ hai nó cũng của tôi, rồi người thứ ba cũng của tôi, vân vân và vân vân. Cho nên cái câu mà chúng ta nên nhớ là chính thân còn không có thì con đâu tài sản đâu đó. Bởi vì mình cứ nghĩ đây là con tôi, tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ, chính thân còn không có, con đâu tài sản đâu. Con ta tài sản đây là người ngu nghĩ thế, nhưng mà có chi, chính thân còn chẳng có gì, huống là sự nghiệp còn chi của mình. Cho một tràng vỗ tay. Thế gian là vô sở hữu, chết ra đi bỏ lại tất cả. Cuối cùng là chúng ta thấy thế gian là gì? Thiếu thốn, bất mãn, nô lệ cho tham ái. Cuối cùng mình là kẻ nô lệ trung thành nhất cho cái lòng tham của mình. Và cái điều quan trọng nhất là thiếu thốn. Trăm người, ngàn người, ai cũng thấy thiếu hết trơn. Nghèo thì thấy thiếu theo nghèo, giàu thì thấy thiếu theo giàu. Lúc nào cũng thấy thiếu, không hiểu tại sao. Cái chính vì cái này nó ngăn che mình. Rồi hãy thiếu thốn thì mong cầu, mà mong cầu không được thì sao? Bất mãn, đó. Ai nói hay đó, tức là mong không được bất mãn. Giống như bây giờ mình đi chùa mình cứ cầu nguyện ăn chay niệm Phật tu hành gì đó làm thiện để mà mình cầu nguyện. Cầu được thì vui, mà cầu không được cái bất mãn. Đó là cái xảy ra thường xuyên. Rồi cuối cùng là mình là người nô lệ trung thành nhất cho cái lòng tham của mình. Vì vậy hiểu được cái bốn cái tính chất của cuộc đời này, thế gian là vô thường đến chỗ hoại diệt, hoa đẹp hôm nay mai sẽ tàn, không gì vĩnh cửu để đeo mang, phước nghiệp mới theo mình mãi mãi, tạo phước đường tu sẽ vững vàng. Hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị là phải quay về nương tựa vào chính bản thân mình,
Thì chúng tôi hay nói có một câu rằng là dựa vào cây á thì cây sẽ đổ đó, dựa vào núi, núi sẽ mò, dựa vào sông, sông sẽ chảy, dựa vào người, người cũng đi. Muốn an vui dựa vào pháp, muốn tồn tại dựa vào chính mình. Hôm nay cái tính chất của chúng tôi là tự lực. Muốn có phước thì tự mình phải tạo. Từ việc làm đến lời nói hiền lương, trong thân tâm không thủ đoạn so lường, mỗi hành động phải chánh chơn ngay thẳng. Mình xét ra thì thân tâm mình có nhiều cái thủ đoạn lắm, nhiều cái sự so lường lắm, kể cả cái việc làm phước. Đức Phật ngày dạy khi chúng ta làm phước, cụ thể như là đường tu bố thí đứng đầu, để chúng ta thực cái hạnh là gì? Cha gá, tức là cái sự dứt bỏ. Còn mình làm phước toàn là mong cầu cái quả đời sau không? Giống như là một sự đầu tư vậy đó. Giống như bây giờ quý vị bỏ tiền vô mua miếng đất, mong sanh lời, đó, y chang vậy. Làm phước cũng giống vậy. Mình làm phước mà mình nghĩ đến cái sự gọi là giàu sang sau này, của cải sau này, thì xin thưa với quý vị, đó là một cái tâm lý gọi là đầu tư, chứ không phải là cái hạnh bố thí để đạt được cái tâm dứt bỏ. Bằng chứng, chúng tôi ví dụ, quý vị đến chùa, quý vị có thể bỏ ra 1.000.000 đồng cúng dường tam bảo, vì mình nghĩ rằng làm phước là có phước. Nhưng mà trên đường về nhà lỡ rớt mất 1.000.000, về nhà móc túi tím tới tím lui, ủa nó mất tiêu 1.000.000 rồi, rớt ở đâu vậy? Là mình sanh ra cái tâm khó chịu, bực bội, tiếc nuối. Mình nói phải chi 1.000.000 này, nãy cúng cho chùa luôn cho rồi đi, tự bỏ túi chi cho mà nó rớt mất. Như vậy thì cái tâm của chúng ta chưa dứt bỏ 1.000.000. Chính vì vậy mà nó cứ xây dựng trên cái góc độ là tăng trưởng thêm cái lòng ham muốn. Mà hễ chúng ta cứ quy luật là Đức Phật ngày dạy, cái nguyên nhân sanh ra sự khổ không phải ông chồng mình, không phải vợ mình, không phải là kẻ thù, vân vân và vân vân, mà cái nguyên nhân sanh ra sự khổ đó là cái lòng ham muốn dính mắc của mình. Ham muốn nhiều thì khổ đau nhiều, đó quy luật như vậy. Ham muốn ít thì khổ đau ít, mà không ham muốn thì không khổ, vì bạn mong cầu thành công cho nên bạn rất sợ thất bại. Ai mong cầu thành công lớn á, mong đặt cái niềm tin mong muốn lớn, mong cầu thành công lớn thì cái sự thất bại nó sẽ lớn. Vì vậy hiểu được vấn đề này cho nên chúng ta phải tự tu, tự thanh lọc, tự dấn thân vào con đường các đấng Như Lai chỉ là bậc đạo sư thôi, và từ đó chúng ta bớt đi cái sự than trời trách đất theo cái bản năng. Vì trời nào hại người có nhân, người mà có phước thì muôn phần vinh hoàng. Những người tâm địa gian tà cuối cùng sẽ gặp toàn là đau thương. Gieo chi sóng gió vô thường, cuối cùng cũng gặt tai ương về mình. Chúng tôi hay nói vui một câu là sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi. Chào đời thì hai tay trắng, lìa đời thì trắng hai tay. Chỉ có nghiệp kiếp này, còn vương vấn kiếp sau, sống sao cho phải đạo, đừng giả bộ ngọt ngào mà lòng đầy binh đao, hại người bằng tâm ác, quả báo muôn đời sau. Như vậy tự lực ở đây là chúng ta tự tạo công đức lấy cho bản thân mình. Giống như một cái vị thiên nhân ở trên cõi trời, vào canh khuya xuống gặp Đức Thế Tôn đảnh lễ, rồi Ngài nói một câu như thế này:
Thời gian lặng lẽ trôi, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quan sát, sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Tại sao vị chư thiên này nói như vậy? Vì vị chư thiên này trước đây là một cái người thiện nam, ở dưới cõi người này. Và người thiện nam này có niềm tin nơi Tam Bảo. Và người thiện nam này mới thấy rõ được cái bản chất thật của thế gian là không có gì bền vững, vô thường. Cứ mỗi ngày trôi qua chúng ta thấy được cái sự vô thường thay đổi, từ tâm lý đến vật lý. Để rồi vị thiên nhân này mới tạo các công đức, là tự tạo các công đức. Và vị này nói rằng đưa đến chân an lạc là cái kết quả sanh làm cái vị chư thiên. Thì bây giờ hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị đến chùa là để chúng ta tự tạo cái nguồn phước đức lấy của bản thân mình. Đạo Phật không phải là cầu sinh, là đạo trở lại chính mình mà thôi. Đạo không lý thuyết đầu môi, nói ra là để đi đòi thực hành. Bây giờ nếu mình không thực hành, không dấn thân, không đi, không tự tu, thì xin thưa với quý vị, suốt cuộc đời này chúng ta vẫn vậy. Chúng ta phải tự đổi thay về vật lý cũng như tâm lý, tinh thần cũng như thể chất. Con người sống giữa trần gian, buồn vui sướng khổ, gian nan đủ điều. Hỏi đời sống được bao nhiêu mà sao ta phải chịu nhiều đắng cay. Thôi thì ta tự đổi thay, giữ tâm chánh niệm đừng lay động lòng, từ bi buông bỏ là xong, thân tâm an lạc mới mong nhẹ nhàng. Bây giờ mình mà không tự đổi thay thì không bao giờ mình đổi thay được. Đức Phật có đổi thay giùm mình được không? Không. Đức Phật này không có cái quyền năng đó. Ngài là đấng toàn tri toàn giác, nhưng không phải là đấng toàn năng. Đạo Phật chúng ta chỉ nhìn nhận Đức Phật ở góc độ là toàn tri toàn giác. Nghĩa là sao? Ngài nhìn xuống đây, Ngài biết rõ chúng sanh đang khổ hay vui. Đó. Ngài nhìn xuống đây, Ngài biết chúng sanh theo cái duyên nghiệp của mỗi người. Ngài nhìn cái góc độ đó, cho nên cái tâm của Ngài rất là thương chúng sinh. Vì Ngài thấy rằng là tất cả chúng ta ở đây ai cũng khổ, đang bị phiền não tham sân si nó ngự trị trong lòng, đang bị cái sự gọi là khổ mà Đức Phật Ngài dạy đó là một cái chân lý. Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, quán tán hội khổ, chấp năm quẩn này là khổ. Mình đọc ra bát khổ này mình thấy mình có y nguyên trong đây luôn. Mình có sanh không? Có. Có già không? Có. Có bệnh không? Có. Có chết không? Sắp sửa chết rồi. Có. Rồi có cầu bất đắc không? Có. Muốn tùm lum hết mà có được đâu. Rồi có ái biệt ly không? Có. Rồi có quán tán không? Có. Thương phải xa, ghét phải gần? Có. Rồi có chấp năm quẩn này của mình không? Có luôn. Lúc nào cũng nghĩ thân này là của ta, dính mắt trong cái thân này. Có nhiều người cứ soi gương hoài, cứ nghĩ cái thân này của mình, cao chuốt, soi gương thấy mặt mình xinh đẹp, vậy cả hồn sưng mắt diệu hiền, sáng trưa chiều tối gương làm bạn, ta ngỡ cõi đời quá cõi tiên. Mấy người mà đẹp đẹp chút soi gương, quý vị biết không, sao hoài à? Sáng soi, trưa soi, chiều soi, tối trước khi đi ngủ cũng soi, cái rồi đi ngủ. Đầu tiên soi cái gương nhỏ nhỏ rồi, riết là mua cái gương cho to. Soi toàn thân luôn, trước sau soi tới soi lui, trước khi đi ra khỏi nhà cũng soi, rồi đi đâu về mới về cũng soi. Nhưng mà dòng thời gian bỗng dưng khúc khiểu, vô thường đâu dị nể hồng nhan. Soi gương không gặp mùa xuân nữa, chỉ thấy hằn sâu nỗi bất an.
Rồi một hôm bỗng dâng lời sư định dạy: quán chiếu vô minh tận đáy lòng, gương tâm hiển lộ xưng bất diệt, từ ấy thanh bình giữa sắc không. Chúng ta nhìn một chúng sanh qua cái duyên nghiệp nó hay hơn là nhìn qua cái thể chất. Thí dụ mình thấy người ta đẹp, người ta giàu thì mình mới nghĩ rằng cái người này họ có gieo trồng công đức đơn giản vậy. Rồi thấy cái người kia xấu và nghèo khổ là vì mình nghĩ cái người này không có kiếp trước dụng đường tu, không tạo nhiều cái nhân lành cho nên giờ gặp khổ. Nhìn như vậy thì nó rất là công bằng, khỏi phải có cái tâm gọi là phân biệt. Đức Phật ngày nhìn xuống chúng sanh, ngày không có nhìn như chúng ta đâu. Mình nhìn xuống sao, phải không? Coi ai già ai trẻ đó. Đầu tiên là nắm giữ tướng chung trước, nam hay nữ. Hãy mà nam nhìn nữ thì thấy nó có cảm tình hơn chút, mà nữ nhìn nam nó có cảm tình hơn chút, đó là mình nắm giữ tướng chung đó. Rồi đẹp hay xấu, nhìn cái mặt dễ ưa hay không dễ ưa đó. Rồi giàu hay nghèo đó. Rồi hả, coi coi mình có cảm tình hay không, vân vân và vân vân. Mình nhìn như vậy thì tất nhiên là sẽ có sự phân biệt là người thương người ghét. Mà hãy gặp được người thương thì vui quá trời vui, mà gặp được người ghét thì buồn quá trời buồn. Nó cứ như vậy mà chúng ta cứ xoay vần khổ vui khổ vui. Rồi cái đầu là thiên hạ tranh nhau nói khổ vui, mà có chi là khổ có chi vui. Vui trong tham thì vui đó khổ kìa, mà khổ để tu hành thì khổ đó vui. Nếu biết có vui thì có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Mong sao giữ tánh không vui khổ, mới thoát ra ngoài khổ với vui. Vỗ tay. Như vậy thì bây giờ mình tự lực cánh sinh của mình để mình trao dồi công hạnh lực của mình. Công hạnh của mình là làm sao mình giữ được cái tánh không vui với khổ. Mà con người của mình, quý vị biết không, ngộ lắm, đi tầm cầu cái vui. Nhưng mà theo nguyên lý thì có vui thì sẽ có buồn. Mình đi tầm cầu cái vui thì nó sẽ có cái buồn. Mà chúng ta hiểu về cái pháp đối đãi, nếu không có buồn thì làm sao có vui đó. Mà mình thì cứ chạy trốn cái buồn đi tìm cái vui, thì cuối cùng toàn là gặp cái buồn không. Cho nên tôi hay nói một câu là suốt đời tôi mãi đi tìm, ta cố tìm hạnh phúc thì gặp nghìn đắng cay không. Mà mình thì không chấp nhận. Bây giờ chúng tôi xin có cái ví dụ là hãy có nhờ có bóng tối cho nên chúng ta thấy được ánh sáng. Nếu mà không có bóng tối thì chúng ta không biết ánh sáng là gì đâu quý vị. Nhờ có khổ đau cho nên chúng ta mới thấy hạnh phúc. Nếu không có khổ đau thì không thấy hạnh phúc. Nhờ cái người xấu cho nên mình mới thấy mình đẹp. Mình lại ghét cái người xấu thì sao mình biết mình đẹp đây? Rồi nhờ có bệnh thì mình mới thấy mình khỏe. Hai cái pháp này nó giống như là một. Cho nên bây giờ mình tập nhìn nó giống như là một, để cái tâm mình sao? Nó bình thản. Miệng đời dù có ác ôn đó, nhưng nhờ có nó ta khôn hơn nhiều đó. Đại khái là mình phải cảm ơn chiếc lá lìa cành để ta thấy được mong manh kiếp người. Chứ bây giờ mình sợ chiếc lá lìa cành là sao mà thấy được cái mong manh kiếp người. Rồi mình ghét những cái lời thị phi. Nhưng mà nếu như không có những lời thị phi đó thì thật sự là mình cũng không có tiến bộ. Cuộc đời này nếu không ai có chê mình, không ai sẽ trách móc mình, không ai xây dựng mình thì làm sao mà mình tiến bộ được. Ở trong thiền quán nó có một cái đề mục, chúng tôi nói ra quý vị nghe chắc cũng ớn à. Đề mục đó là minh sát khổ. Nghĩa là cái vị hành giả họ đi tìm cái khổ để họ làm cái đề mục. Mình thì sợ cái khổ muốn chết, chạy trốn hàng ngày. Mở mắt ra lúc nào cũng cầu cho mình được bình an, được sức khỏe, được may mắn. Sợ nghịch cảnh lắm.
Nhưng mà riêng cái vị hành giả mà họ tu cái đề mục mà minh sát khổ á, bây giờ họ quyết định chọn cái đề mục khổ để mà họ tu. Không đau khổ lấy gì làm chất liệu đó. Không buồn vui sao hiểu chuyện con người. Cho nên cái người này á, điều đặc biệt của họ là gì? Họ mong cầu, họ tìm kiếm cái khổ để họ tu. Thì đối với họ, chúng tôi nghĩ cái điều mà nghịch trái nghịch lòng, cái điều mà chúng ta cho là khổ đau, đối với họ là niềm vui đó. Đối với những người hành giả này là cái nỗi khổ, nỗi buồn là niềm vui, chứ không, nó không còn là cái nỗi khổ, nỗi buồn nữa. Còn mình thì xem đó là nỗi buồn, nỗi khổ. Cho nên chúng tôi hay nói vui một câu là khác nhau một cái nhìn đó. Đời hư hay thực, tâm mình sáng soi thôi. Nếu mình hiểu được cái nguyên lý này rồi thì mình cũng không có gì là phải sợ khổ. Chỉ là trong một tầm tay, người say hạnh phúc, người rơi an bình. Chỉ là khác một cái nhìn, người vui an lạc mà người chìm khổ đau. Mình thì mình sống có một phía thôi. Nhiều khi chúng ta cũng dễ bị sụp hầm lắm. Nhìn ống ánh chưa chắc là vàng, nhìn đàng hoàng chưa chắc là tử tế. Chứ mình đừng có tưởng đâu là vô mình nhìn chóa lên ống ánh quá mình tưởng là vàng giả không à. Nhìn thấy cái người mà mài râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao, mình tưởng đâu tử tế. Thấy đàng hoàng quá mình tưởng tử tế, nhưng không phải. Người đức độ chắc chắn có lời nói hay, nhưng mà người nói hay chưa chắc gì đức độ. Mà chúng tôi hay dùng câu là người hài hước chắc chắn là thông minh, nhưng mà người thông minh chưa chắc gì hài hước. Có nhiều cái ông rất là thông minh, nhưng mà ông ít có hài hước. Nhưng mà cái người mà hài hước thông minh lắm. Vì vậy, hiểu được nguyên lý này rồi thì chúng ta sẽ rất là tự tại, an nhiên trong cái cuộc đời này. Bớt đi cái sự khổ đau của cái sự dị biệt. Trong cuộc đời này mình thấy người ta giàu quá cái mình buồn đó. Thấy người ta đẹp quá cái mình buồn. Và bằng chứng là chúng tôi hay nói vui, có cái cô đó cô nói con không buồn vì con nghèo, mà con buồn vì cái nhà cái bên nó giàu đó. Nó gây cho con cái sự khó chịu. Con không buồn vì con xấu, con buồn vì con nhỏ bạn nó đẹp quá đó. Ngộ vậy đó. Phải chi con nhỏ bạn nó xấu luôn thì thôi con chấp nhận. Ở đây ai cũng xấu hết trơn thì thôi quỳ, con không thấy buồn. Nhưng mà tự nhiên có mình con xấu à, ai cũng đẹp hết trơn, có mình con xấu, con thấy con tủi thân con buồn. Không biết từ đâu mà sinh ra cái quan niệm đó như vậy. Từ đó cho nên nó có cái bài thơ là sinh ra cũng một kiếp người, mà sao kẻ khóc người cười hả hê đó. Kẻ thì cơm nước ê chề, người thì đói khổ mọi bề khóc than. Kẻ thì được quý như vàng, người thì lăn lóc ngoài đàn ăn xin. Kẻ thì ăn mặc đẹp xinh, người thì áo rách người khinh chẳng nhìn. Đời còn lắm cảnh khập khình, chỉ mong người sống có tình với nhau. San sẻ những lúc khổ đau, để ai dù chẳng sang giàu cũng vui. Cũng khuyên mọi người khắp nơi, chuyên tâm tu Phật đừng ngơi việc lành. Kiếp sau chẳng đỏ súc sanh, làm người sung sướng an lành yên vui. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Đó. Bây giờ đặt câu hỏi tại sao sư nói như vậy? Là bây giờ chúng tôi nói rằng là ai cũng khổ. Người khổ cách này, người khổ cách khác. Nghe cho kỹ cái chỗ này. Nghèo thì có cái khổ của nghèo. Mà giàu thì có cái khổ của giàu. Xấu thì có cái khổ của xấu. Mà đẹp thì có cái khổ của đẹp. Nghe cho kỹ cái chỗ này. Cho nên nói về cái sự khổ, chúng ta phải hiểu nó rộng một chút. Là gì nè? Là nó có ba cái khổ, chứ không phải là một cái khổ đâu. Cái khổ thứ nhất có cái tên là khổ khổ. Cái khổ này là nói những người thiếu phước.
nghiệp dày phước mỏng đó, sanh ra trong một cái hoàn cảnh là khó khăn, cơ cực, lớn lên thì gặp toàn là nghịch duyên không, đụng đâu xui đó, thành sự thì ít mà bại sự thì nhiều, vân vân và vân vân. Nói chung là cái người này không có một chút gì là may mắn đi, khổ từ nhỏ tới giờ luôn đó, cho tới già tới chết luôn, thì mình tạm gọi cái người này là khổ, khổ khổ, tức là cái khổ gấp đôi đó. Có cái khổ thứ hai, hạng người thứ hai là gì? Hoại khổ. Hoại đây là gì? Là hoại đi niềm vui, hoại đi phước báo, hoại đi cơ hội may mắn, thì nó sẽ xuất hiện cái khổ. Cụ thể như mình đang đẹp, đang đẹp, tự nhiên bỗng dưng thời gian sau cái bị cái sự già nó xâm chiếm, xấu đi, bắt đầu xuất hiện cái sự lo. Rồi chưa nói cái sự rủi ro, đang đẹp vậy cái đi thẩm mỹ viện cái bị lỗi đó. Đi sửa sắc đẹp nhưng mà khổ một cái sản phẩm nó bị lỗi đi, sửa mũi mà nó không ra mũi, cắt mắt mà nó không ra con mắt, vân vân và vân vân, nó bị lỗi. Cái tự nhiên mình như vậy cái mất đi cái niềm vui. Hoặc là mình đang là người giàu có, tiền của đầy đủ, cái bóng chợt cái phá sản đó, nó hoại đi, nó hoại đi cái điều kiện, nó hoại đi cái may mắn, nó hoại đi cái phước báo mà chắc chắn phải hoại, không sớm thì muộn. Bây giờ của cải này nó ở với mình được bao lâu nè, cho dù nó ở với mình đến cuối đời thì một ngày đó thì mình cũng chia tay nó. Nếu trong cuộc sống này nó không chia tay mình thì đến một lúc nào đó thọ mạng của mình hết thì mình cũng phải tu say goodbye nó thôi, chứ không lẽ giờ sao mang theo được không? Không được. Kể cả răng với môi ở với nhau chung tình bao nhiêu năm, nhưng một ngày nào đó răng cũng nói với môi rồi, môi ở lại răng đi nhé, sao mà ở hoài được. Nó hoại đi, nó hoại đi cái hàng răng đẹp của mình, nó hoại đi cái sắc đẹp của mình, nó hoại đi cái sự giàu có của mình, nó hoại đi cái sự sung sướng của mình, thì nó sẽ hiện ra cái khổ rồi. Không tin chúng tôi bây giờ, quý vị đang ngồi trong cái giảng đường chánh trí này, thoang mát, quạt máy dù dù dù, quá hạnh phúc, quá sung sướng, được nghe sự chánh định giảng nữa, rồi bất chợt cái cúp điện đó. Đơn giản vậy thôi, cúp điện cái tự nhiên thấy nóng nực, khó chịu, bực bội, bắt tội liền, cái tâm mình nó bắt tội liền, bắt tội nguyện, thì nó xuất hiện cái gì? Cái khổ. Thì cái khổ này gọi là gì? Hoại, hoại khổ. Mà lúc đó chúng ta nếm trải cái khổ á, không biết nó lớn hơn hay là nhỏ hơn cái người khổ khổ. Vì chúng tôi nghe ở đâu đó có câu rằng là khổ trước sướng sau thế mới giàu, mà sướng trước khổ sau thế mới đau đó. Mình quen trong cái sự sung sướng rồi, mình quen trong cái điều kiện thuận lợi rồi, mình sống trong cái sự gọi là có điều kiện rồi, quen rồi. Bây giờ tính mất điều kiện đó, thì quý vị có thấy cái khổ này không? Trước đây mình giàu có, tiền bạc đầy đủ, tự nhiên bây giờ mình trở thành một người thiếu thốn, cơ cực. Thì cái nỗi khổ này với cái người mà họ sống trong cái cơ cực lâu nay, thì theo quý vị cái người nào khổ hơn? Người nào khổ hơn? Đó. Mà chúng tôi hay có cái câu ví dụ vui á, là có một cái ông chủ tịch, tổng giám đốc của một cái tập đoàn lớn, nhà doanh nghiệp lớn. Ông đi chiếc xe hơi giá trị là 5 tỷ. Nhưng mà vì cái tập đoàn công ty quá lớn cho nên ông phải vay ngân hàng vài chục tỷ để ông làm vốn. Rồi một cái vị giám đốc của một công ty vừa và nhỏ. Công ty thì cái mức vốn điều lệ nó cũng ít thôi. Cho nên ông giám đốc này ổng mới đi cái xe hơi là khoảng 500 triệu.
mà ông vay ngân hàng thì cũng vài 3 triệu. Ý xin lỗi, vài 3 tỷ để ông đầu tư làm vốn làm ăn. Rồi một người công nhân đi chiếc xe Honda 30 triệu thôi, lãnh lương hàng tháng, nhưng mà do biết tiết kiệm chi dùng cho nên mỗi lần dư ít, mỗi tháng dư ít, vài năm sau cái người này dư được 50 triệu gửi ngân hàng. Vì ba ông này, một ông thì mượn ngân hàng vài chục tỷ, ông thì mượn vài tỷ, ông thì được gửi ngân hàng 50 triệu. Thì theo quý vị, ba ông này ai khổ hơn ai? Ai sướng hơn ai? Suy nghĩ coi. Ông tổng giám đốc sướng hay là người công nhân sướng? Hay ông giám đốc sướng? Theo quý vị suy nghĩ thì ba cái người này ai sướng hơn ai, ai khổ hơn ai? Một cái người thì nợ ngân hàng, một cái người gửi ngân hàng á. Ông công nhân vậy đó, nhưng mà ông gửi ngân hàng. Ông chỉ đi làm ngày 8 tiếng, tháng 26 ngày, nghỉ được 4 ngày chủ nhật, rồi tới tháng lãnh lương, rồi chi tiêu chừng mực tiết kiệm, rồi cứ mỗi tháng dư chút, năm này qua năm kia, đến giờ phút này là ông dư được 50 triệu rồi. Ông lại vô ngân hàng, ông gửi vô ngân hàng, gửi vô ngân hàng 50 triệu. Còn hai cái ông kia thì cái ông thì tổng giám đốc, đi cái xe đẹp thiệt là đẹp, giá trị thiệt là giá trị, nhưng mà vay ngân hàng vài chục tỷ, thậm chí vay vài trăm tỷ nữa. Còn cái ông giám đốc thì ông đi cái xe hơi, nhưng mà giá trị cũng vừa phải thôi, khoảng 500 triệu thôi, nhưng mà ông lại vay ngân hàng là vài tỷ. Như vậy thì ba người này, chúng tôi xin hỏi lại, xin quý vị cho chúng tôi biết người nào sướng hơn người nào và người nào khổ hơn người nào. Xem rùi vậy. Mày cậu thanh niên nó coi trả lời coi, ai sướng ai khổ? À, cảm ơn một câu trả lời mà an toàn nhất. Tại sao gọi là an toàn? Tức là người này có cái sướng, cái khổ riêng. Ai cũng có cái khổ, ai cũng có cái sướng. Nhưng mà ở đây vấn đề của chúng tôi đặt ra là ai khổ nhiều và ai khổ ít. Đó. Tất nhiên thì cái câu trả lời đó, để mà cho nó an toàn đó, thì mỗi người có cái khổ và cũng có cái sướng. Nhưng mà cái điều chúng tôi quan trọng nhất là ai khổ nhiều và ai khổ ít. Thì ở đây chúng tôi sẽ có cái rõ lời rằng là ai tham nhiều thì khổ nhiều, mà ai tham ít thì khổ ít. Cho dù người đó là ai, công nhân hay là giám đốc hay là tổng giám đốc, hãy cái người công nhân mà tham nhiều thì người công nhân khổ nhiều, mặc dù là gửi ngân hàng 50 triệu nhưng vẫn khổ. Vì cái người này họ mong họ có được 500 triệu để họ mua cái xe họ đi, chứ không đi Honda nữa, mua xe hơi họ đi, chứ đi xe Honda ngoài nắng quá, mưa. Rồi cái ông mà ông đi xe 500 triệu, ông giám đốc đó, ông lại mơ một ngày đó ông sẽ làm tổng giám đốc. Rồi khi mà ông lên làm tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị rồi, ông thấy nhức đầu quá đi. Ông lại mơ làm công nhân. Đó, cái công nhân vậy mà khỏe, làm công cho nó khỏe, khỏi suy nghĩ, làm chủ nhức đầu quá. Nó cái lòng vòng như vậy. Cho nên thì câu trả lời của chú Thiện Nam này thì bảo đảm an toàn cho thôi, nhưng mà cái câu trả lời của chúng tôi là nó theo lý của Phật. Hãy ai tham nhiều thì người đó khổ, khổ nhiều, bất kể người là giám đốc hay là tổng giám đốc hay là công nhân. Cho nên cái xác định ở đây là khổ nhiều hay khổ ít là ở cái lòng của mỗi người. Chứ đừng có tưởng người ta là chủ tịch hội đồng quản trị mà người ta sung sướng đó. Kể cả người đẹp hay người xấu, người nào tham nhiều thì người đó khổ nhiều. Chứ không phải là người đẹp mà không khổ đâu. Nên chúng tôi hay vui nói rằng là sang hay đẹp, hay nghèo khổ, hay xấu xí, trước sau gì cũng chết hết. Chứ không phải chỉ có người nghèo hay người khổ chết không đâu.
Mà người giàu, người đẹp nhiều khi còn chết sớm hơn nữa. Cho nên tùy theo cái thọ mạng của mỗi người, tùy theo cái duyên nghiệp của mỗi người. Thì hôm nay kính thưa quý vị là chúng tôi giảng một cái đề tài là tự lực hay tha lực. Thì có nhiều người là cứ cho rằng là mình nên sống trong cái sự gọi là tự lực, là chủ đạo. Mà điều này chúng tôi thấy đúng. Là bởi vì sao? Bởi vì mặc dù là những cái điều kiện khách quan ở bên ngoài hỗ trợ chúng ta, chúng ta gọi cho đó là tha lực, nhưng mà cái điều kiện khách quan bên ngoài này nếu có được hỗ trợ chúng ta thì cũng đó là cái duyên của chúng ta tạo trong nhiều đời trước. Ví dụ như nhân gian có một câu rằng là cha mẹ ăn ở có phúc để đức là cho con. Thì câu này họ nói theo cái nghĩa bóng á, cái nghĩa đen chứ. Tức là rõ ràng như vậy, nếu mà ông bà cha mẹ mà ăn ở có đức thì con cái nó có phúc. Cha mẹ mà giàu có để lại tài sản cho con, mà theo Phật giáo thì nghĩa cái nghĩa đen chút á là cái điều này á là cái đứa con đó nó có phước của nó. Nó mới sanh vô trong cái nhà này. Chứ không phải cha mẹ để lại cho nó, mà bản thân nó phải có cái phước. Cũng như có câu chuyện vui mà cái ông tổng thống Obama với bà vợ có một lần nó ghé một cái nhà hàng của một cái người bạn trước đây là học chung. Thì trong lúc là sinh viên ấy, thì ông chủ nhà hàng với ông Obama là cũng có tình cảm với cái bà phu nhân tổng thống này. Thì trong cái dịp mà ngồi ăn đó xong, cái ông tổng thống Obama ông mới nói đùa rằng là em có phước lắm mới lấy được anh, bây giờ em là đệ nhất phu nhân tổng thống Mỹ, chứ em lấy cái người bạn này là bây giờ em dữ lắm là chủ cái nhà hàng này thôi. Thì ông bạn đó là chủ cái nhà hàng. Cái bà phu nhân tổng thống Obama quay qua nói anh nói làm sao em nghe nó không đúng rồi đó, nó ngược á. Cái số của em, chồng của em á là phải là tổng thống Mỹ, anh là may mắn lắm mà mới lấy được em thì anh mới làm tổng thống. Còn nếu như cái ông chủ nhà hàng này, người bạn này mà lấy em thì bây giờ ông làm tổng thống rồi. Còn anh không biết là bồi bàn không được không nữa ở đó mà. Cho nên chúng tôi muốn nói rằng là cái đứa con mà sanh vô trong nhà mình á, thì nó phải có cái phước của nó. Mình mà được gặp Phật Pháp cũng là cái duyên. Mình có tạo duyên với Phật Pháp thì mới gặp. Chứ cái tha lực này là cũng từ cái tự lực mà ra. Giống như chúng tôi hay nói rằng là phải tự độ hay hơn độ tha. Là khi mình tự độ mình rồi, mình tự tu rồi, thì bản thân của mình đã được thanh tịnh rồi, an lạc rồi, thì tự nhiên những người chung quanh mình cũng được an lạc. Mình là nhân tố trong gia đình, nếu tất cả gia đình, thành viên trong gia đình mình ai cũng biết tu, ai cũng tự lo cho bản thân mình, tự an lạc, thì cái gia đình nó rất là an lạc. Trong xã hội này, mỗi cá nhân chúng ta đều là cái người hoàn hảo, đều là những người tử tế, đều là những người có học thức, biết tuân thủ pháp luật, thì cái xã hội này tự nhiên nó trở nên trật tự, an vui thôi. Chứ mà tối ngày mình cứ đi ra đường, mình cử người này, mình cử người kia, tham gia giao thông thì bản thân mình mới chấp hành đúng luật giao thông. Mỗi người cứ chấp hành đúng luật giao thông thì cái con đường nó trở nên trật tự thôi. Hiểu ý chúng tôi nói không? Tức là mình tự độ có nghĩa là mình độ tha, tự lực có nghĩa là mình tha lực rồi đó. Mình gặp được Phật Pháp, Đức Phật có duyên, Đức Phật là cái duyên, giáo Pháp là cái duyên, là con đường. Mà muốn biết được con đường này, muốn gặp được Phật Pháp thì bản thân mình cũng phải tự tạo cái duyên lành với Phật Pháp trong nhiều đời nhiều kiếp trước. Hôm nay mình gặp được quế nhân giúp mình, thì cái quế nhân này đâu phải tự nhiên mà đến với mình, cũng phải có cái duyên trong nhiều đời nhiều kiếp thì cái quế nhân này mới xuất hiện giúp mình. Ai thì cũng cầu quế nhân hết, ai cũng mong muốn mình gặp được quý nhân hết. Nhiều khi bấm số để tìm nữa. Trong Khổng Minh thần số nó có cái cách tìm quý nhân mình ở đâu. Thí dụ như dần ngọ tức thì cái quý nhân của mình nó nằm ở thần, thí dụ như vậy. Thần tí thìn thì nằm tại dần. Tỵ dậu sửu thì nằm tại hợi, mà hợi mão mùi thì nằm tại tỵ. Cứ đi tìm cái quý nhân của mình nằm ở chỗ nào rồi mình nhào cái đó. Thì cái này là nói về số thì nó có thể trúng và trật, nhưng mà cái điều tốt nhất quý nhân của mình là gì, là mình phải tự gieo trồng. Nhưng mà kiếp này mình cứ gieo duyên với Phật Pháp đi, cứ đến giảng đường chánh trí nghe Pháp mỗi tuần đi, thì tự nhiên trong đời sau của mình sẽ gặp Phật Pháp thôi. Hiểu ý này không? Tức là mình cũng tự gieo duyên với chánh Pháp, với Phật Pháp, thì tự nhiên trong tương lai sanh tử luân hồi thì chúng ta sẽ được gặp Phật Pháp. Thì ngày hôm nay dù cho tự lực hay tha lực gì cũng quy lại
ở cái mấu chốt là chúng ta phải tự lực mà tạo lấy, thì chúng ta sẽ có được tha lực. Muốn gặp Phật thì phải gieo duyên với Phật, muốn gặp Pháp thì phải gieo duyên với Phật Pháp, đúng không nè? Muốn gặp được người hiền trí thì phải thân cận với người hiền trí. Phật dạy rất rõ là gì? Tìm người thiện trí thức nên gần. Đến chi vậy? Đời sau sinh ra mình sẽ tiếp tục gặp được người thiện trí này. Đó là cái ý của cái nội dung mà hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị. Thì cuối cùng chúng tôi có cái câu thơ là: đi đâu giữa chốn vô thường này, về đâu ta biết, về đâu bây giờ, thôi thì ta cũng vô thường, để đâu đâu cũng là nơi ta về. Cái đó là cái ý. Chẳng mong cuộc sống giàu sang, chỉ mong cuộc sống an lành ấm êm. Chẳng mong cuộc sống hơn ai, chỉ mong nước mắt đêm dài đừng rơi. Người ta thì cầu bạc cầu tiền, còn tôi cầu bớt ưu phiền vẫn vương. Người ta thì cầu bạc cầu vàng, còn tôi cầu bớt trái ngang cuộc đời. Cho nên là mong cho con được bình thản trước nghịch cảnh cuộc đời, dù bị mắng bằng lời hay bằng điều mưu hại. Xin cho con tự tại trước bao điều không hay, dù cuộc sống đổi thay, đường tu luôn vững bước. Chứ bây giờ mình mong mình không gặp được cái điều mà may mắn, mình mong cho mình gặp được điều may mắn, đừng có gặp những cái điều không may mắn, thì không hay bằng là mình mong cho cái tâm mình nó tự tại. Mà người ta có câu hay vui rằng đó là thật sự là tu không phải để hết khổ nha. Hết khổ lấy gì tu? Nếu mình đã hết khổ thì mình đâu tu chung gì nữa. Thấy khổ mà tâm không động, đó mới là công phu. Thì bây giờ mình làm sao mình luyện là đừng có mong cho mình không gặp khổ. Ra đường thì phải kẹt xe, phải có qua quẹt. Nhưng mà cái thái độ xử lý, cái tâm lý kẹt xe và qua quẹt của mình như thế nào mới là quan trọng. Chứ bây giờ nó trời ơi, mong hôm nay đi được kẹt xe nghe. Mình mong như vậy rồi ra cặp xe cái mình thấy mình buồn. Mình mong rằng là ra kẹt xe mà mình vẫn giữ được cái tâm bình thản, mà có quọ quẹt đi nữa mình cũng giữ được cái làm chủ được thân tâm mình. Mình bình tĩnh để mình xuống mình xử lý cái việc qua quẹt đó thì nó hay hơn là ngồi cứ mà cầu mong cho mình đừng qua quẹt. Và đường này chạy qua chạy lại phải qua quẹt thôi. Đường này là phải kẹt xe thôi. Đừng mong đường đời không sỏi đá. Mong cho mình vững bước để vượt qua thì nó hay hơn. Đường mà làm sao mà không có sỏi đá, không có cỗ gà. Cuộc đời này nó là bể khổ rồi. Thì mong cho mình thấy khổ mà tâm không động, đó mới là công phu. Thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một cái bài pháp. Tự lực và tha lực. Nói chung là hai cái từ này mình đặt như vậy, nhưng mà thực chất mấu chốt của nó vẫn là tự lực. Muốn có tha lực thì cũng phải có tự lực. Muốn có duyên lành với Đức Phật, có duyên lành với những cái người phù hộ độ trì mình, gặp những cái người quý nhân, thì bản thân mình phải có duyên với họ, phải có phước mới được. Hiểu ý chúng tôi nói, chứ mình vào đây mà giờ mình cầu là không có được. Đó, mình phải tạo duyên lành với Phật Pháp, tạo duyên lành với người hiền trí, tạo duyên lành với quý nhân, thì đời sau mình gặp quý nhân. Gieo gì gặt đó mà, đúng không? Bạn hãy cho chúng tôi biết bạn của bạn là ai, thì chúng tôi biết bạn là người như thế nào. Mình chơi toàn bạn xấu không, mà đâu gặp bạn lành thì điều này không có. Đó là cái thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong cái bài giảng này. Mong quý vị hiểu và liễu tri cho. Kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật nghe Pháp được nhiều lợi lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa trước khi dứt lời thì chúng tôi xin thành tâm hồi hướng phần công đức phước báo này đến tất cả chư thiên, nhất là vua trời Đế Thích, tứ đại thiên vương, chư thiên ngự tại chùa Phật Học Xá Lợi, cũng như chư thiên ngự tại cư gia của quý vị. Cầu xin các ngài quan hỷ thọ nhận phần phước báo này. Sau khi thọ nhận rồi, cầu xin các ngài quan hỷ mách bảo cho chư hương linh, ông bà cha mẹ của quyền thất tổ nội ngoại hai bên, nhân mùa Vu Lan báo hiếu tháng 7, những người đã quá vãng nguyện cầu siêu sanh và nhàn cảnh hưởng sự an vui, và ông bà cha mẹ còn hiện tiền được thăng long phúc thọ, tật bệnh được tiêu trừ, vạn sự được kiết tường, tai qua được nạn khỏi, thân tâm vô được an lạc. Và chúng tôi cũng vô cùng quan hỷ nói lời tri ân cảm ơn các Phật tử vì sự yêu mến chúng tôi đã có mặt trong cái giảng đường chánh trí này một cách đông đảo đầy đủ. Chúng tôi rất là vui hôm nay quý vị ngồi những cái hàng ghế mà sát ở phía sau luôn, thì đó là một cái niềm mà động lực khích lệ rất lớn cho chánh định. Mong rằng tháng sau
sự hiện diện của quý vị cũng giúp cho chánh định sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ mà Hòa Thượng trụ trì cũng như chư Tôn Đức tại chùa Xá Lợi giao phó. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều.